Còn một ít thời gian nữa chúng con xin thầy trả lời cho chúng con một câu hỏi cho cụ Chí Hòa, là cụ đang được ban hộ niệm của cư sĩ Quang Quốc hộ niệm. Con xin đọc câu hỏi thay cho gia đình. Xin Minh Hoàng chuyển đến cho máy cho cụ Chí Hòa. À đây cụ đây. Dạ bạch thầy Tịnh Hải, cho con hỏi một câu. Bố của con là cụ Chí Hòa 90 tuổi đã bị bệnh viện trả về. Bố con bị vỡ động mạch chủ, không còn chữa được nữa, chỉ nằm ngồi sẽ vỡ động mạch mà đi luôn. Bố con đang được đạo tràng của cư sĩ Quang Quốc hộ niệm mấy tháng nay. Bố con đã tin nghe và làm theo, nhưng hiện nay bố con nói là không sợ chết nhưng chỉ sợ đau, vì nằm lâu thì chân tay co quắp lại. Bố con thường xuyên nhắm mắt nhưng nói là ông không ngủ. Xin thầy hỗ trợ cho chúng con làm cách nào để bố con tỉnh táo, con bố con niệm Phật để bố con có được phước phần vãng sanh khi xả bỏ báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. À Di Đà Phật. Nhìn trong cái camera thấy bác Chí Hòa đang chắp tay là tượng dường như ông thấy lên tinh thần. Xin cho tràng vỗ tay cùng nhau. Cụ Chí Hòa ơi, thực sự nhìn thấy cái hình ảnh này mà như ông cảm thấy phấn khởi vô cùng. Phấn khởi vô cùng. Gia đình mình ơi, mình được một người cha như vậy là nếu chưa vậy mình tiếp tục hỗ trợ thì nhất định người cha của mình không còn là phàm phu nữa rồi. Cha của mình đi làm Bồ Tát từ cái thân tướng bệnh hoạn nằm trên giường này. Đó chưa vậy. Đây là cái điều may mắn vô cùng mà có lẽ cụ Chí Hòa ơi trên 90 tuổi rồi. Xin thưa thật với chư vị, 90 năm qua trên đời này, cụ chưa có một cái dịp may nào như cái dịp may này. Và Tịnh Hải này dám thưa với cụ là nhiều khi vô lượng kiếp qua, cụ chưa có một cái dịp may nào như cái dịp may này. Xin thưa thật, con đường vãng sanh của cụ nằm ở ngay cái đôi tay đang chấp để trước ngực của cụ. Cái lòng chí thành chí kính của cụ, cụ Chí Hòa ơi, sẽ đưa cụ về tới Tây Phương Cực Lạc đó. Cụ gìn giữ mãi cái tinh thần này đi nha cụ. Cụ đau chút cụ sợ, không sao đâu. Chính Tịnh Hải nào đau cũng sợ như thường, chứ có thua ai đâu. Nhưng mà sau cái lần, một lần sợ mình nói, à, tại vì trong nhiều đời, nhiều kết mình làm cho nhiều người đau đớn như vậy, mình đau là cái chuyện thường. Chấp nhận đau đi để mình không còn đau nữa nha cụ. Đau bệnh là cái chuyện bình thường của người phàm phu. Nếu mà trong cái giờ phút này mà cụ Chí Hòa không quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh với cái bệnh mà vỡ cái động mạch máu này, xin thưa thật với cụ, nó còn đau gấp 100 lần nữa chứ không đau như cụ có thể chấp tay mà mỉm cười trên đường Zoom này đâu. Cho nên đầu tiên dự âm khuyên gia đình yên chí, khuyên cụ Chí Hòa quyết chí thành tâm tiếp tục niệm Phật. Khi ban hộ niệm Quang Quốc tới dặn điều gì, cụ nhớ nha cụ, lắng nghe mà làm theo đi. Thì bây giờ đây Tịnh Hải cũng xin thưa với cụ, bác sĩ đã nói rằng bệnh mình không cách nào cứu chữa được, tức là khi áp suất máu lên cao, vỡ mạch máu ra mình đi. Ngày mình vỡ mạch máu mình đi, cụ niệm A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, cầu xin A-di-đà Phật hiện thân tiếp chồng. Lòng của cụ thành, tâm của cụ tha thiết muốn vãng sanh, nhất định A-di-đà Phật sẽ hiện thân đưa cụ về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó cụ không những đâu mà cụ còn an tịnh, còn vui vẻ, còn mỉm cười, còn giơ tay chào mọi người. Rồi cụ bỏ cái đời phàm phu lại, ngự trên đài thiên theo A-di-đà Phật. Cụ đã vội vã làm Bồ Tát trước mọi người rồi, cụ Chí Hòa ơi.
Hãy tin tưởng đi. Hàng ngày ở Việt Nam chúng ta đều có những người được vãng sanh như vậy đấy. Nhớ nha. Đâu cái hình ảnh của cụ chứ họ đâu chưa bị cho cho dù ông biết chút cho sao. À không, không được hả? Cha rất mạng rồi à. Nãy nãy được nói cụ có nghe không ta? À, đã bây giờ lên rồi đó. Bây giờ đã mở 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 cái Zoom đà hỏi tới nãy giờ cái mạng của cụ có nghe không? Đấy bây giờ có mạng rồi đấy. Đấy. Xin mở ra giờ nãy giờ hỏi cụ Chi Hòa là nãy giờ, giờ tình hải này nói cụ có nghe không? Gia đình trả lời giùm cho cụ đi. Dạ. Ông nói cho thầy nghe. Dạ, có nghe được hả? Hồi nãy giờ có mất mạng lần nào không? Mạng yêu quá hả? Cái gì? Nghe được rồi, nghe được thì vỗ tay đi cụ. Đấy, giỏi rồi, vỗ tay là tốt rồi, thiết biết vỗ tay là biết nghe được rồi, giỏi quá. Bây giờ nói lại này, hồi nãy giờ nghe đến mất mạng, bây giờ hơi không mất mạng nữa, giờ mất sống chứ không phải mất mạng. Cụ Chí Hòa ơi, Tịnh Hải này đang nhìn cụ chắp tay mà Tịnh Hải này mừng lắm. Cái tinh thần của cụ thực sự làm cho bao nhiêu người trên đường Zoom này đang phấn khởi. Xin chúc mừng cho cụ. Nếu cái tinh thần này mà cụ giữ mãi, A-di-đà Phật cũng đang thấy cụ đang thành tâm lạy Phật đấy. Thì vị thấy thế cụ, chứ vị quay lại nhìn cụ chùa đâu. Đây là cái lòng trí thành trí kính đó. Nhờ cái lòng trí thành trí kính này mà cụ sẽ không còn là người phải chết, mà cụ là người được may mắn xả bỏ cái thân phàm phu này để đi làm Phật đấy cụ Chí Hòa ơi. Cụ về Tây Phương thành Bồ Tát đấy cụ Chí Hòa ơi. Trong tất cả những người đang ở trên đường Zoom này, hình như chính cụ Chí Hòa là người may mắn nhất đấy. Chư vị có thấy không? Gia đình mình có thấy hoan hỷ vì một người cha có cái thiện căn lớn sâu dày như vậy không chứ vậy? Vỗ tay lên cụ Chí Hòa ơi. Nhất định nhân sanh ba bệnh. Người thì bệnh vỡ động mạch, người thì bệnh ung thư, người thì bệnh tiểu đường, bệnh nào cũng khổ hết. Nhưng mà cái khổ nhất là người không biết đường vãng sanh. Người ta thì chịu khổ trăm cây nghìn đắng, vạn lần khổ nạn sau khi chết. Còn cụ thì bây giờ cũng khổ, nhưng mà khổ chút chút. Khi ra đi rồi, cụ là người đại sướng, đại hạnh phúc, đại cực lạc. Cụ Chi Hòa thấy có vui không? Cụ Chi Hòa quyết chí ngang cụ Chí Hòa, quyết chí đi về Tây Phương cực lạc, quyết chí chấm dứt tất cả mọi cảnh khổ đau của trần gian này ngang cụ, trở về Tây Phương thành Bồ Tát, vạn sự cực lạc an vui đang chờ tới cụ. Cho nên khuyến tấn tinh thần của cụ, cụ nhất định mình phải đi vãng sanh, nhất định mình phải xả bỏ cái thân phàm phu tục tử, nhất định mình không còn đến cái thân nó bắt mình phải vỡ động mạch này, vỡ động mạch khác, đau khổ này, đau khổ nọ. Nhất định những cái thứ này nó làm cho mình khổ bao lâu năm, bây giờ sắp sửa nó chấm dứt rồi. Cụ quyết lòng đi làm Phật nha cụ. Ngày niệm Phật, đêm niệm Phật, giờ niệm Phật, phút niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, quyết chí cầu tranh Tây Phương cực lạc. Tịnh Hải này nghĩ rằng cụ là người may mắn nhất trong hàng ngàn người đang ở trên đường Zoom này. Cụ là người, là một người coi như là may
may mắn nhất của hàng triệu người Việt Nam đấy cụ. Cụ thấy vui không cụ Chí Hòa? Vỗ tay lên đi cụ, hân hoan lên đi cụ. Xin báo cáo với gia đình, cụ sợ đau một chút nhưng mà tinh thần của cụ không có đau đầu. Thể xác của cụ đâu là cái chuyện bình thường, không ai trốn thoát cả. Như vậy cụ đâu là cái chuyện bình thường, nhưng mà gia đình mình cũng phải hãnh diện vì một người cha trong cơn đau sắp sửa vãng sanh mà cha mình đang mỉm cười, bố mình đang hân hoan. Thực sự cái tinh thần hân hoan này là tinh thần của một vị đại Bồ Tát mà không hay. Gia đình mình có thấy hãnh diện vì người cha của mình không? Con gái trong gia đình có giơ tay lên vỗ tay để ủng hộ tinh thần của cha mình không? Chư vị có thấy là quý, thế là thật quý mến, vừa quý mến mà vừa kính trọng mà vừa hoan nghĩ vì một người cha mình đã ngộ ra con đường đạo, sẵn sàng xả bỏ cái thân xác phàm tục này, không thèm làm cái phàm phu bệnh hoạn nữa mà chuẩn bị làm Bồ Tát không? Gia đình mình vui không? Vỗ tay được chưa? Như vậy thì gia đình mình hoan nghĩ, tiếp tục hỗ trợ cho cha mình nhé. Ngày đêm luôn luôn túc trực bên cạnh của người cha mình, niệm Phật nhắc nhở cha mình. Nếu cha mình có mệt, có mỏi, có làm gì sai, đánh thức cha mình dậy, nhắc nhở cha mình niệm Phật. Đừng để cha mình bị khó khăn trong những lúc ra đi, nhớ không? Lòng chí thành của con cái, lòng chí thành của cụ. Chí Hòa, A-di-đà Phật nhất định gia trì cho cụ thì viên mãn vãng sanh. Một cơ hội này đi làm Phật, cụ Chí Hòa ơi, có thấy sung sướng không cụ Chí Hòa? Cụ Chí Hòa ơi, vỗ tay lên đi cụ. Cụ Chí Hòa đâu rồi? Vỗ tay lên đi coi. Vui vẻ coi, kiếm mạng đứng mất rồi, đâu thấy đâu. Nhưng mà dù thế nào nữa, xin gia đình mình và cụ Chí Hòa hỏi đấy, cụ Chí Hòa vỗ tay thiết chứ vì tháng này. Hay vô cùng, vô cùng. Thôi như vậy thì nhất định từ giờ phút này cho đến lúc xả bỏ bao thân, nhắc nhở cho cụ tất cả những gì hiện ra trong lúc cụ mệt, cụ mỏi này là giả hết, không sợ, không gì nha. Con cái chú ý nha, nếu mà cha mình thí dụ như mơ mơ màng màng cái gì đó là đánh thức cha mình dậy, để cha mình thực sự biết là có mình bên cạnh, có người đang hộ niệm, cha mình an tâm vô cùng vì con cái hỗ trợ. Mà xin thưa cụ Chí Hòa, không những con cái hỗ trợ mà chư Phật đang phóng quang hỗ trợ cho cụ Chí Hòa đấy. Chư Bồ Tát đang yểm trợ cho cụ Chí Hòa tối đa đấy. Chư hộ Pháp đang bảo vệ cho cụ đó, cụ an toàn ra đi. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sướng không cụ, vui không cụ. Nhớ nhé, cứ vậy mà đi. Khi nhớ là bất cứ cảnh giới nào không làm cho cụ sợ này, không làm cho cụ lo ngại này, không làm cho cụ mến mộ này, cụ chỉ chờ A-di-đà Phật hiện thân. Giống như tâm hình, cụ theo A-di-đà Phật. Tình hải này đang chờ tin cụ Chí Hòa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. Cụ quyết lòng nhé, cụ nha. Chờ tin cụ vãng sanh phải không chư vị? Vỗ tay lên đi. A Di Đà Phật, hoan hỷ lắm đây. A Di Đà. Là chúng con thành tâm cung kính tri ân công đức của thầy Dậu Âm Tịnh Hải đã hướng dẫn cho cụ Chí Hòa cùng gia đình. Xin cụ tin tưởng làm theo để một đời này mình được A Di Đà Phật đón về Tây Phương Cực Lạc. Xin gia đình cũng tin tưởng làm theo lời thầy, lời ban hộ niệm hướng dẫn để hỗ trợ cho bố mình được thuận lợi nhất trong cái công cuộc vãng sanh này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.